Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đồ Lâm TV trong phần chơi Minecraft IOcraft và nhanh chóng đi ngủ. Vừa mới vô là phải đi ngủ liền luôn. Bởi vì không ngủ không được. Ok. Ở trên đó hình như là còn cái spawner. Không biết tụi nó còn xuất hiện không nữa. Chúng ta phải lên cho thiệt nhanh. Có nó rồi kìa. Ôi, Illusionist ra rồi. Thôi giỏi. Không kịp rồi. Bên đó không phải. Còn này nữa. Ủa ngay kệ sách. Còn kế bên xíu hay sao á. Càng đứng á là spawner nó càng spawn. À có cô tiên kìa. Tận hưởng một cái. Thì bản này là phiên bản mới nhất, có những cập nhật mới giúp chúng ta khổ hơn. Vậy thôi. Mining Magic Gathering. Phải nâng một cái gì đó thôi. Nâng để không phí điểm. Và đi kiếm spawner còn sót lại đập luôn. Nhớ đâu đó còn cái spawner. Cái con Illusionist đó nó khó chịu quá. Zombie villager. Sao cấp 7 cấp. Thiếu chút xíu. Vậy thì ở đâu sẽ còn spawner cho ta đập nữa. Biết còn không nha. Đi ngó thử coi. Không thấy. Hello, hello. Chung là mấy phiên bản về sau này nè, càng lúc nó càng nặng á, cho nên xài mấy cái đó nó mất công lắm. Hồi hôm bữa là bên kia có da để coi làm cái túi ha, chứ có sắt. Canteen. Nó đập spawner chỗ này rồi. Shader cũng không có ý nghĩa gì lắm. Rồi, đã dính nữa rồi.
Đi vô chậm. Ta thử coi đủ bao nhiêu miếng da để làm luôn. Có một miếng à, thua. Ca này khó. Sắt đây, nhưng cần phải có empty canteen để đi săn bò nữa. Ăn gì uống thật chẳng có sung sướng gì. Rồi, hết rồi đó. Đi săn bò làm cái bình nước trước. Empty canteen. Spawner đây nó bể chưa ta? Nó spawn cũng nhiều lần lắm rồi đó. Nhưng mà nó spawn nó chưa bể luôn. Nấu đồ da hả? Nấu đồ da. Có cắt đồ da thì được chứ không nấu. Cắt luôn. Lấy con dao á, cắt đồ da. Nghe hợp lý. Để farm con này cái lên cấp. Nâng cái điểm mining ấy. Ika. Bơi nhanh quá. Rồi rớt cái mai ra rồi đó. Rớt cái mai ra là xong em rồi đó. Nên là không giục con dao này đi nha. Phải cắt làm sao đây? Mình nhớ là cầm lên rồi bấm. Nhưng mà không đúng. Vậy lại càng không đúng. Không phải. Vậy phải làm sao? Làm sao đây? Làm sao đây? Oh yeah, oh yeah. Night cutting. Nếu như vậy thì thử. Ổ này là lụm thôi mà. Lụm thôi chứ nó đâu có phải là quăng xuống cắt đâu. Đồ full mấy triệu. Bỏ không? Ấu dè luôn. Đòi hỏi. Sang quá đi. Full mấy triệu. Rồi full luôn. Anh tin. Ông đồ nó chưa bị hư. Nó mới chịu. Ư rồi nó không chịu. Ok rồi đó. Có cái bình nước nhưng cần phải có đầu lọc. Filter. Filter đây. Bắt buộc phải là charcoal nha. Trời vẫn chưa uống nước được đâu. Uống nước vẫn còn bị đau bụng á. Thấy không? Phải nước chưa phải nước sạch.
Đó có sắt chúng ta làm cây so luôn. Càng về những phiên bản về sau á, tác giả không có muốn chúng ta săn rồng ngay từ đầu ha. Ông đẩy chuyện săn rồng đi xa lắm các bạn. Giờ mà kiếm được á, phải là Infinity cộng với lại Power 5 mới chịu nổi thì mới săn được. Cái bình này đem nấu lên hả? Đâu có được đâu. Đâu có cho nấu. Được là được sao? Cái bình này đâu có cho nấu đâu. Đâu có công thức nấu đâu. Sao bỏ vô nấu được? Nấu bằng cách nào? Bình nước rồng mới nấu được. Cái này làm gì có nấu á bạn. Bình nước rồng là nó tự động nó khử khuẩn luôn. Chứ đâu có cái nào nấu đâu. Cái đe level 12 mới cho lấy. Xài ké được rồi. Bây giờ phải đi làm cái filter. Mà muốn có filter là phải đi chặt mấy cây bird. Đâu có cho nấu đâu. Uống đỡ. Uống dưới đây nó uống trong cái bình này nó vẫn còn đỡ hơn. Uống mà không có bình này á là chúng ta vẫn bị đau bụng. Đi qua bển kiếm thử rồi có gỗ bớt không. Gì vậy? Gì vậy? Ôi ôi. Đừng ma, đừng ma. Ôi nó chiếu lại về chịu sao nổi. Nó chiếu laser luôn. Hay quá. Chiếu laser. Yeah. Hay quá đi. Thiệt tình luôn. Làm cái tàu coi. Đây sẵn đang làm thêm cây so luôn rồi. Cái gì kỳ vậy? Ok á. Sao bấm không được? Bấm không được. Sao cái này thì sao? Ủa? Ủa sao lại bấm không được? Thì sao làm gỗ? What?
What happened? Kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Hay là do cây rìu này? Trong tập trước chúng ta vẫn còn bấm được mà. Bấm vô mặt trên nó luôn nè, để đây nè, bấm vô mặt trên đó. Ủa, sao giờ lại được? Chắc nó phải nằm ở dưới đất chứ nó không được bay bổng như trời giống như nãy nữa. Ok luôn, vậy không được là chuyện hơi bị lạ luôn đó. Phải đặt xuống đất nó mới chịu. Thiệt tình. Rồi, bây giờ có xác có cái này rồi làm cây này đi cho nó nhanh. Xài được không? Gathering level 8, hay quá. Chúc mừng bạn. Gathering nâng lên. Vui quá đi, vui quá đi. Khoan. Bảy. Đồ đâu? Đồ đâu? Bốn. Không đủ. Không có cái gì còn hết trơn vậy. Cần có da. Hết đồ da rồi. Không tháo được nữa. Hello. Sao có cái này ở đây nữa? Có quen không? Có déjà vu không? Đi coi thử coi. Có khi nào là nơi chúng ta bỏ đồ lại luôn không? Rồi thấy không phải rồi đó. Battle Tower, Mega Battle Tower. Tuyệt vời. Bốn thùng hết hai thùng bị khóa 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 vàng với khóa kim cương luôn, chơi khóa xịn luôn á.
Căng quá vậy. Đánh dấu một cái. Khóa đó chưa chắc có đồ tốt nữa. Toàn đồ dởm không á. Khu này làm gì có đồ tốt. Nhìn cái khóa vậy thôi chứ nó không có đồng nghĩa với chuyện là bên đó nó sẽ có đồ nào xịn đâu nha. Dùng nó dùng gì vậy ta? Hết hồn. Sao chỗ này quen lắm luôn á. Lần trước chúng ta reset chiến thuật cũng có một cái chỗ giống như vậy. Cũng có tòa thành nằm đây. Ngộ ghê luôn. Nhưng mà chỗ này chỗ mới rồi. Nè thấy còn đồ tùm lum nè là biết chỗ mới rồi. Nếu là chỗ cũ rồi đã lấy hết trơn rồi. Đâu có để gì được đâu. Thành này không có gì hết trơn. Có gì. Lên đây ngó cái đi ra thôi chứ không có gì. Vô bà lại đi. Hello. Rồi bây giờ chúng ta suy nghĩ coi có cần reset chiến thuật lần nữa không ha. Chỗ này chưa, nó có cái waypoint rồi. Nhưng mà phải phá cái giường đi. Có con Manta Ray nãy kìa. Anh đi chỗ khác. Cái gì cao quá vậy? Bò kia. Zombie. Ui da, ui da, ui da. Con zombie. Hello, hello. Có tay con zombie rồi. Nó đâu rồi? Dính độc nữa chứ. Katana, bronze katana.
cộng thêm sát thương attack. Attack level 4 lận. Ăn bò thêm cái. Làm ba lô. Ba miếng. Ở đâu rồi? Nãy thấy ba bốn con gì lận mà. Ít vậy. Chạy đâu hết rồi. Cái kiếm đó không có xài được. Phải nâng điểm mới cho xài. Chưa đủ điểm. Bây giờ phải nâng attack lên. Chém thêm con nó lấy cấp đi. Da thì đủ nhưng mà attack chưa đủ. Attack phải cấp độ 4 mới cho xài. Dạ đủ rồi, đi về xài thôi. Có cái ba lô. Con nó để dòng lại sau đi, bây giờ đi về cái đã. Hello. Không lên được. Hay quá. Ui. Lông cù chỉ đủ không? 3 cộng chỉ đây. Ok, nó có rớt xuống rồi. Ồ, lông cừu nè. Quẩn chưa? Nguyên cánh bườm luôn, không lấy. Ta lấy cánh bườm xuống. Đó. Mà có đúng màu không vậy? Làm gì cũng được. Lông cừu trên này đâu có đâu. Nguyên cánh bườm thôi à. Ok luôn, đã có được cái này rồi. Cái túi này xài khó chịu lắm nha. Túi là đeo trên lưng. Thả xuống. Đấy.
Thả xuống mới là xài. Đây. Rồi đó, nhưng mà khi đeo là sẽ bị nặng, khiến cho cái việc mà di chuyển tới lui này nọ nó không có được tốt. À, bây giờ có cánh bườm ấy, lộn, có ba lô, có này nọ hết rồi. Lọc đồ ra, chuẩn bị lên đường đi kiếm một nơi khác mở cho nấu đồ lên. Cá này bỏ vô đây à, thôi mất công nấu cho nhanh, bỏ chổng làm cái gì. Mountain fish cắt ra, cuộn còn có rong biển nữa, cắt ra cuộn sushi. Ai ăn sushi không? Hello. Rồi, nấu được tới đây rồi. Trời sao vậy? Thôi thôi, đi ngủ đi ngủ. Căng quá. Có kinh nghiệm. Nấu mấy cái đó có kinh nghiệm. Chơi này nó có cái chuyện mà ngồi lên tấm slab á, cho nên đôi khi chúng ta đâm đầu tấm slab luôn. Cái này mà muốn mở là phải tốn nhiều công sức lắm nha, nên thôi đi. Có mấy mũi bon nè. Rock White Power Pha luôn, ngon lành. Gắn vô cây nỏ được rồi đó, coi như là ổn. À, cái nhà này thì gom được gì gom? Beetroot. Ok. Đi gom đồ ở nhà để chuẩn bị đi một nơi thật xa. Xa lắm, không biết đi tới đâu luôn á. Gì nữa? Em nhiều thứ muốn lấy đi quá vậy. Lấy đi hết rồi còn gì nữa? Ừ. Lấy sạch sẽ luôn. Yeah. Yeah. Lấy sạch sẽ hết luôn. Thì bỏ lại nè. Lông gà lấy ha. Parrot. Tôi chỉ muốn ăn thôi chứ tôi không muốn đâm đầu vô chổng.
Đi đâu hả? Bí mật. Quiver đây. Làm vô. Nhưng mà mũi tên, mũi tên có cần không? Ủa mà mình chỉ cần mũi bon thôi chứ. Tên đâu có cần đâu. Khi mà chơi nếu mà bắn nỏ là chỉ cần có bon thôi nha. Không cần có arrow. Cứ tích lên đi tính tiếp. Có cái khiên nhỏ nhỏ bảo vệ bản thân. Giờ lên đỡ. Rồi, comparator, repeater gì này nọ. Có nên mở cái này không? Hit lock. Làm bằng gỗ. Hit lock làm bằng gì đây? Chúng ta sẽ có picklock làm bằng sắt cho nó cứng cáp chút. Nhưng mà đối với cái món đó thì nó cũng gãy à. Sắt bây giờ nó còn hơi thiếu thốn à. Làm bằng gỗ là chọt phát nào gãy phát đó luôn á. Kill bass. Đi coi thử coi. Thử vận may coi. Mười bốn cây. Vẫn còn ít. Nhiều hơn chút nữa. Rồi ok luôn. 25 cây. 25 chia 5 là được có 5 thôi đó nha. Thì cũng không đủ đâu. Tại cái lock đó nó nhiều lắm. Nó nhiều tầng khóa. Nó nhiều pin á. Ba mươi tám. Ủa mà tại sao mình phải làm vậy? Kỳ á. Mình thấy kỳ không? Kỳ ghê luôn. Hiểu nổi luôn á. Có kỳ vậy. 25 cây vô pit. Rồi nó giật điện nè. Chọt lên cái gãy liền luôn. Nếu mà sai. Chúng ta sẽ có 11 cái. Ấy 9 cái. 9 cái. Rồi nó giật một cái rồi đó. 2 cái. Đỏ chót luôn. Biết chừng nào mới xong. Ráng mò tiếp đi. Nó có thể là rất nhiều cái ở chỗ này. Ôi. Ấy, hên vậy. Đúng rồi nè. 1, 2, 3. 4. Nhiều hơn 9 lần luôn á chứ. Rồi vậy là một trong hai cái này. Năm nè. Kỳ vậy. Năm. Sáu. Đây là chơi gacha. À, 4, 5. Ý, lộn.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi đây, đây rồi. Wow! Chúng mạnh rồi. Iron pie, iron clave. Siêu bự quá, có cái này chơi được nè. Cái khiên này hơi bự ha. Chắc cái khiên đó hơi mệt. Nói chung là có cái khiên này ok. Đồ gì 3 sao? Đâu? Đập cái thùng ra nấu cái khóa lên luôn. Đâu đồ nào 3 sao đâu, đâu có đồ nào 3 sao đâu. Có bộ đồ da lột ra cắt lấy da thôi. Cái khóa. Diamond coin nhỏ xíu. À, cái khóa này gây lầm lẫn dữ lắm nè. 99.999 experience. Ghiền quá nấu lên. Kinh nghiệm nhiều quá. Không chưa? Ừ. Không chưa, chờ chút xíu lấy ra. Bùm. Lên được có một cấp thôi. Vậy là nhiều dữ chưa? Làm gì có chuyện dễ ăn vậy? Ok, có thêm da. Đâu có dễ ăn như vậy đâu. Chúng ta ra đây để có thể kiếm. Như hôm bữa lên chảnh rồi đúng không? Anh chảnh không có gì. Chỉ có lá cờ thôi. Lá cờ đen là biết đó hả? Chỗ này chắc làm hải tặc rồi đó. Rớt chảnh nữa. Khó khăn vậy. Ui da. Chuyện gì? Đập thùng làm gì? Hết đồ xịn rồi, đập làm gì nữa? Còn gì nữa đâu đập. Có đập coi thử đây có gì không? Ôi, có nước tràn vô thôi. Hay quá. Đập ra có nước tràn vô. Rồi nói chung là kiếm được mấy món đồ chơi này ha. Cây này level 8 là thắt mới cho xài 8 tại nó là đồ iron 8 mà thắt từ từ đang đi gom đồ gom sạch sẽ hết. Ta sẽ đập một lần luôn. Đi reset chiến thuật. Đã vô.
Đeo được luôn. Ok vậy. Đeo được thôi nhưng mà không có đỡ được. Rồi bây giờ đi đi qua bên kia phá cái spawner, đập cái giường chứ. Đi reset chiến thuật. Đập cái giường cho nó chắc. Không có gì tiếc nuối nữa nha. Đi, sống lên. Hello, hello. Illusionist. Có duyên nó gặp nó hoài luôn á. Con nào mới là thiệt? Lên đường. Mừng bạn đáng đầu. Em ơi, từ đây mà bắn xuống đây luôn nè, xa ghê gớm chưa. Ở đây nó có cái waypoint, quên đặt cái dấu ta. Nó có cái waypoint ở đâu đó trên đây nè, thì thôi đánh cái waypoint đó đi. Nhớ là cái waypoint nó có chữ plan hay gì á, nằm đâu trên đó. Còn khu này á là một cái khu có con place. Rất là tốt cho những ai không muốn qua Nether. Rồi có ngôi làng nào không? Đi coi thử. Thì còn reset chiến thuật tiếp. Làm như vậy thì chúng ta cũng mở thế giới từng đoạn ha. Nhưng mà không phải mở hết toàn bộ nó cũng đỡ. Cây nấm có cần làm gì không ta? Ồ, Battle Tower. Battle Tower kìa. Mushroom. Nấm đỏ. Có công thức này. Phần chơi này không có fan mai. Lượm đồ là phải bấm ship nữa. Ôi, có khô băng tuyết. Rồi, khu băng tuyết. Ê. Ê. Really? Ấy, đừng nói thiệt ghê luôn nha. Ồ, mình hên lắm luôn.
Đây, đây là một cái dungeon cực kỳ hiếm luôn. Dungeon cực kỳ hiếm chỗ này nè. Bởi vì cái dungeon này là dungeon có con chùm là tác giả Sivaxi. Đó. Thấy bức tượng là thấy mắc cười rồi đó. Đó 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 đó, đó. Thấy khổng lồ chưa? Chùm cuối là tác giả của mod pack nè. Ồ, bởi vậy mới nói là dữ luôn. Lưu lại liền chắc chắn. Cái này là đi tìm, người ta nói là đi tìm rất là nhiều luôn á, nhưng mà chưa đảm bảo là bạn sẽ tìm thấy được một khu giống vậy đâu nha. Này là hên lắm luôn á, nhưng mà bây giờ đi chưa đánh nổi đâu. Đồ end game đánh mới nổi nữa. Easy á. Nhớ là đánh đồ end game mới chịu nổi chứ. Đâu, để vô thử coi. Coi là vô máu liều nổi lên. Vô. Ta đâu có biết mấy giọt đâu, cứ chém thôi à. Dễ gì. Dễ gì. Rồi bây giờ tôi đang ở đâu đây? Tin. Cái này hả, lừa tôi rồi. Gì nói vậy? Con đó là đồ end game mới chịu nổi. Đây là đâu á? Ố về luôn. Cũng không xa lắm, vòng vòng xung quanh đây. Rồi thấy cái cột luôn. Phần trên này không đập cột được nha, cho nên chỉ có kích hoạt cột thôi. Tên hill gì nè. À cái kia là plan gì đây nè. Cần phải có 3 cấp độ thì chúng ta mới có thể dịch chuyển qua bển được. Rồi rồi, tới nữa, tới nữa, tới nữa. Ai làm gì nó đâu. Có cái làng, thiệt luôn á, có cái làng. Có cái nhà, chưa vô coi được nữa. Cái này không phải side club. Nhìn cái đồi bự vậy thôi chứ không phải side club ha. Một ngọn đồi thôi. Triple creep. Nhưng mà vấn đề là cái khu chỗ đó, đó là cái khu cực kỳ hiếm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có được cuốn XP book. Gì bánh nữa. Sáng sớm sương mù không thấy gì chân. Rồi có gì bánh nữa kìa. Lên trên, lên trên. Lên trên, lên trên. Đừng để cho nó xuất hiện. Hai club bây giờ cũng đâu rớt con mắt đâu. Mà cái hang tròn đó hình đâu phải cái hang đâu, nó là cái ngọn núi gì mà. Đâu phải đâu ta. Này đâu phải side club đâu. Này là cái núi. Side club là chỉ nằm ngoài biển thôi. Rồi thôi, vô làng, phải lộn vô biệt thự. Loot đồ. Rồi kiểm tra. Librarian Respiration. Muốn tặng cho ông đó một chiêu ghê vậy đó. Tiễn ông lên đường luôn chứ sao. Book and kill. Book and kill.
Librarian tiếp. Range cũng tạm tạm. Áo giáp vũ khí sầm. Quá. Ở đây thì nhiều đồ ăn, ok. Là nằm bên đây rồi. Đây, đang kiếm đây. Có XP book thì nó sẽ khỏe hơn nhiều. Đây rồi, XP book 5 cấp. Xài tạm. Ron quên bấm nút mở túi hoài. Hình như nó chỉ có một cái thôi. Nó chỉ có một cuốn XP book. Rồi, một cuốn duy nhất. Ok. Một cuốn cũng ổn. Ừ. Được 3 cái nhưng mà nó có kinh nghiệm nhiều ở trong luôn. Khoảng này được một cái rồi. Mày cũng tạm chấp nhận được đi. Có sẵn mấy cái thùng ủ luôn nè. Có cái này luôn. Khởi đầu mà tìm được mấy món này là vui rồi. Anh Manac hướng dẫn á. Mở lên coi agriculture decoration. Chúng ta có thể làm những cái này. Mà cái nhà này thì lại không có khu trồng nho. Đi lên lầu. Còn nữa hả? Rồi xong. Oh yeah luôn. Diamond skirt. Có cái đầm. Đồ ăn quá chừng luôn. Cái này không phải XP book nha. XP book là nó nhìn giống giống mấy cái đó thôi chứ không phải. Đồ ăn thôi à. Nhà này đồ ăn nhiều lắm. Bao đồ ăn luôn á. Ấy không có chỗ để. Cái gì cũng lấy rồi không có chỗ để ba cái đồ ăn đó. Bình nước sạch sao? Nước của mình mà. Mấy cái nhà này làm gì có bình nước sạch ta? Cái này nước trái cây. À, purify water hả? Mấy cái bình nhỏ nhỏ này cũng đâu xi nhê gì đâu. Để lên kiểm tra coi trên này còn cái gì nữa. Lại cũng chỉ còn đồ ăn thôi. Gì đây? Bình thủy tinh. Vui vui rồi đó nha.
Bình này làm gì? Sau khi lấy xong rồi làm gì? Nấu nước trái cây hả? Nấu nước trái cây từ sớm quá không? Fortune. Sắp nạch. Tuyệt vời. Không khói. Tốt. Rồi mới vô trúng cái nhà này ngon lành luôn á. Ngon lành luôn nha. Rất nhiều đồ. Rất nhiều đồ luôn á. Đồ ăn là không cần lo luôn. Quá thoải mái. Đâu có dân làng sắp nệt đâu, chỉ có cuốn sắp nệt thôi. Hốt theo luôn. Sắp nệt kho. Bây giờ chúng ta phải nằm ngủ mới có thể reset chiến thuật được nữa. Rồi, để gacha cái coi. Lock. Ở đây luôn hả? Cái nè. Kiếm đủ bộ đó cũng đâu có xài được đâu. Tại vì bây giờ không có mending thì cái bộ nó cũng dở thôi à. Không có gì đặc biệt trong đó hết. Mấy ông dân làng này thì thua. Bounty. Gorgon. Cutler. Ensign thơm một cuốn. Bluegill. Catfish. Iron Rapier. Nether Sturgeon. Bộ đó mau hư lắm. Xài chút xíu cái hư mất tiêu. Spectral. Spectral skill. Và có Nightwood ở đây nữa. Cái chơi đi. Sao? Cái ổ khóa đó đâu cần lấy làm gì đâu. Rồi hết luôn rồi. Unbreaking hình như là chỉ có Unbreaking cấp độ 4 thôi. Unbreaking 3 lên 4 thôi. Chứ không có Advanced Unbreaking ha. Nó chắc phải xài
Mending nhưng mà phải là Advanced Mending. Mà phải đánh liên tục thì nó mới có kinh nghiệm thì mới chịu nổi. Còn không thì bộ giáp đó hả là nó bào anh luôn cái giáp. Sao mà xài nổi được. Rồi, và như vậy là trong ngày hôm nay thì chúng ta đi gom đồ trong cái ba lô, reset chiến thuật, kiếm được một ngôi nhà biệt thự vô cùng đã, quá chừng đồ ăn luôn và có những cường quá xịn. Còn bây giờ mình sẽ kết thúc chương trình ngày hôm nay đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip khác. Bye bye.